Molly xin kính chào tái ngộ quý khán giả thân thương đã quay trở lại với kênh The Sài Gòn Post. Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã tăng cường cho hướng Bakhmut bằng xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển cung cấp. Trang Class Report ngày 26 tháng 6 đã đăng tải một số bức ảnh cho thấy quân đội Ukraine đang triển khai xe chiến đấu bộ binh CV-90 ở khu vực Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Theo giới phân tích quân sự, những chiếc xe này rất có thể thuộc lô 51 phương tiện chiến đấu bộ binh mà chính phủ Thụy Điển đã phân bổ cho Ukraine vào tháng 2/2023. Ngoài hỏa lực mạnh, xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển còn được bọc giáp chắc chắn để có thể chống lại đạn pháo 30mm bắn thẳng. Bên cạnh đó, hệ thống điện tử rất hiện đại cho phép các xe có khả năng liên kết dữ liệu mục tiêu để tiêu diệt. Và chi tiết về dòng chiến xa CV-90 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Xe chiến đấu 90, Combat Vehicle 90, không phải là tên của một dòng xe tăng hay thiết giáp, mà là tên của một hệ thống phong phú các phương tiện thiết giáp được xây dựng dựa trên khung gầm CV-90. Bản thân CV-90 là dự án vũ khí được chi nhánh B-System tại Thụy Điển phát triển trong thời kỳ chiến tranh lạnh, bắt đầu phục vụ trong quân đội nước này từ năm 1993 và năm 2007, tham gia thực chiến ở Afghanistan. Trong chiến dịch này, Afghanistan đã cố gắng tấn công CV-90 bằng các loại hỏa tiễn chống tăng hiện đại nhưng thất bại hoàn toàn. Phương tiện được thiết kế với lớp giáp thép kết hợp với các mảnh composite cùng giáp phản ứng nổ, giúp xe có khả năng chống lại các loại mìn chống tăng, thiết bị nổ tự chế, đạn xuyên giáp, súng chống tăng RPG. Trong đó, phía trước xe được bọc thép hoàn toàn, cung cấp khả năng bảo vệ kiếp chiến đấu trước sự tấn công của đạn 30mm. CV-90 được vận hành bởi tổ lái 3 người, gồm lái xe, chỉ huy và xạ thủ. Phần phía sau của thân xe có thể chở theo tối đa 8 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ. Được trang bị động cơ diesel Scania DS14 công suất 550 mã lực, CV-90 có thể di chuyển với vận tốc 70 km/h, phạm vi hoạt động 300 km. Vũ khí được trang bị cho CV-90 bao gồm pháo chính Bofors cỡ nòng 40mm hoặc pháo Bushmaster cỡ nòng 30mm hay 35mm. Được biết, súng tự động có thể tấn công bộ binh, xe bọc thép và các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 4km. Ngoài ra, CV-90 còn có thể được lắp đặt thêm một súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và súng phóng lựu cỡ nòng 40mm. Điểm đặc biệt của CV-90 là trong thời bình, nó có thể được sử dụng như xe thiết giáp chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh để giảm chi phí vận hành. Khi nổ ra chiến tranh, có thể biến thành xe tăng chủ lực chỉ bằng cách thay tháp pháo. Về lý thuyết, hệ thống khung gầm của CV-90 chỉ bị giới hạn bởi trọng tải tối đa của tháp pháo mà nó có thể mang theo. Mọi loại hỏa lực đều có thể tích hợp tốt với khung gầm này. Tới thời điểm hiện tại, đã có 1.200 phương tiện chiến đấu. CV-90 được ra đời với 15 phiên bản khác nhau, được sử dụng bởi 7 quốc gia trên thế giới, trong đó có 4 quốc gia thành viên của NATO, theo cỡ đạn và tiêu chuẩn chiến đấu riêng để phù hợp với việc hiệp đồng trên chiến trường. Mọi biến thể của CV-90, bất kể giá thành hoặc mục đích sử dụng, đều phải tuân thủ tiêu chuẩn sức kéo 24,1 mã lực cho mỗi tấn trọng lượng để đảm bảo mọi phiên bản đều có mức độ cơ động tương đương nhau, giúp việc tác chiến hiệp đồng trong chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Mỗi một phiên bản của CV-90 đều có sự khác biệt nhất định thưa quý vị. Các hệ thống phòng vệ chủ động, bị động cùng với hệ thống điện tử được cải biên để phù hợp với hỏa lực mà nó mang theo. Khả năng sống sót của CV-90 trên chiến trường thường tỷ lệ thuận với trọng lượng của nó. Điều này đồng nghĩa với việc càng có nhiều hệ thống giáp hoặc hệ thống phòng vệ chủ động, CV-90 càng có trọng lượng lớn hơn, nhưng tối đa không vượt quá 35 tấn để bảo đảm tính cơ động của phương tiện. CV-90 hiện đang trong biên chế của các lực lượng vũ trang như Na Uy, Phần Lan, Thụy Sĩ, Hà Lan v.v. và Đan Mạch. Giống như Stryker, dòng xe thiết giáp CV-90 cũng có biến thể xe tăng hạng nhẹ CV-90105, trang bị tháp pháo Cockerill XC8-105HP với hệ thống nạp đạn tự động và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, có khả năng bắn tên lửa chống tăng Valeric 105, Class GM qua nòng. CV-90120T là biến thể mạnh nhất của dòng xe chiến đấu bộ binh CV-90, có trọng lượng 28 tấn, trang bị tháp pháo Cockerill XC8-120HP với pháo nòng trơn 120mm, độ giật thấp, tốc độ bắn tối đa 14 phát trên 1 phút, có khả năng phóng tên lửa chống tăng Valeric 120 Class GM qua nòng.
được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi, cho phép tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể đêm ngày, đi kèm hệ thống quản lý chiến trường tích hợp đảm bảo tốc độ phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Vỏ giáp của CV90120T có kết cấu module tiên tiến, chịu được đạn xuyên giáp cỡ 30mm ở mặt trước và đạn 14,5mm bắn vào sườn và đuôi. Xe cũng có thể lắp thêm giáp phản ứng nổ khi cần thiết. Thiết kế tàng hình nhẹ cùng hệ thống phòng vệ chủ động giúp cho CV90120T có khả năng sống sót cao. Xe chiến đấu bộ binh CV9040 có trọng lượng 23,1 tấn CV9040AB hoặc 27,6 tấn CV9040C. Chiều dài 6,55 x 7 m, rộng 3,17 x 3,42 m, cao 2,71 x 2,75 m. Kiếp xe 3 người và có thể mang theo 6 đến 7 lính bộ binh. Vũ khí phụ gồm súng máy đồng phục 7,62mm và ống phóng đạn khói ngụy trang, động cơ diesel V8 Scania DSi 14 hoặc DSi 16 trang bị cho CV90 có công suất 550 đến 810 mã lực, cho phép đạt tốc độ 70 km/h, tầm hoạt động 320 đến 900 km. Giáp xe chống chịu được đạn xuyên cỡ 14,5mm và lên tới 30mm nếu bổ sung thêm giáp gốm tổng hợp MESAS. CV9030 là phiên bản xe chiến đấu bộ binh dành riêng cho xuất khẩu, trang bị pháo tự động 30mm, Bushmaster 2 thay cho Bofors 40mm. CV9030 đang phục vụ cho lục quân Na Uy, CV9030N, CV90MK1, lục quân Phần Lan và Thụy Sĩ, CV9030FIN và CV9030CH, CV9030MK2. Ngoài ra, còn có cả phiên bản xe chiến đấu bộ binh chỉ huy CV9030COM, biến thể xuất khẩu CV9035 được trang bị pháo 35mm Bushmaster 2 35/50. Trong lục quân Hà Lan và Đan Mạch, nó được gọi là CV9035NL và CV9035DK. Còn tại B-System Hägglunds, CV9035 có định danh CV90MK3. CV90 Armadillo là biến thể xe thiết giáp chở quân có thiết kế khác lạ hoàn toàn, chỉ trang bị súng máy thay vì tháp pháo tự động. Tuy nhiên, CV90 Armadillo có thể được bổ sung hai mô-đun súng phóng lựu bên thành xe nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực. Do trọng lượng nhẹ hơn, CV90 Armadillo có vận tốc 80 km/h, tầm hoạt động 380 km, mang theo được 8 binh sĩ. Lớp giáp composite trên xe có thể thay đổi nhiệt độ rất nhanh chóng nhằm tạo ra một mô hình nhiệt tối ưu pha trộn với môi trường xung quanh. Hệ thống treo trên xe bọc thép quân sự cực kỳ quan trọng và cho đến gần đây vẫn dựa trên việc sử dụng lò xo bị động và bộ giảm chấn bằng dầu. Tập đoàn B-System đã áp dụng hệ thống treo giảm sóc chủ động thiết kế cho xe đua F1, cho xe thiết giáp CV90, cho phép các chiến xa này thiết lập kỷ lục tốc độ trên địa hình gồ ghề và không chỉ nhanh hơn khoảng 30-40% mà còn tạo độ ổn định để sử dụng pháo chính xác hơn, giúp các binh sĩ thoải mái hơn khi ngồi trong xe. Hệ thống treo này còn ít hao mòn hơn so với hệ thống treo cũ nhằm giúp giảm chi phí vận hành. Xe chiến đấu bộ binh CV90 có khả năng di chuyển cực tốt trên các khu vực có tuyết và các vùng đất ngập nước. Hệ thống điện tử trong xe rất hiện đại, cho phép các xe cùng loại có khả năng liên kết dữ liệu mục tiêu với nhau. Thụy Điển đang dự tính lắp đặt hệ thống phòng vệ chủ động APS Iron First, nâng cao mức an toàn CV90 trước các loại vũ khí diệt tăng, thiết giáp của đối phương. Thưa quý vị, chương trình khám phá kiến thức quân sự ngày hôm nay trên kênh The Second Post. Một lần rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Nếu thấy thông tin là hữu ích, rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Molly kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.